cảnh một phụ nữ cố băng qua đường ray bị tàu hỏa tông tử vong. Vụ tai nạn xảy ra lúc 12 giờ 7 phút ngày 14 tháng 4 tại đoạn đường ngang tại xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Thời điểm trên, dù barrier đã hạ xuống nhưng người phụ nữ này vẫn cố tình điều khiển xe đạp điện băng qua đường ray. Đúng lúc này, đoàn tàu chạy hướng Nam Bắc lao tới tông trúng người phụ nữ. Được biết, sau khi xảy ra va chạm, nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Toàn bộ sự việc xảy ra đã được camera giám sát ghi lại.